Ngày 22 tháng 11, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình họp trực tuyến với các địa phương để nghe báo cáo tình hình và các giải pháp thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 từ các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu huyện Tiến Hóa có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí thành viên Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện. Trong tuần qua, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ca dương tính là người về từ vùng dịch tiếp tục tăng. Trên địa bàn tỉnh đã liên tục ghi nhận thêm các ổ dịch mới. Tính đến sáng ngày 22 tháng 11 năm 2021, tổng số ca mắc toàn tỉnh là 2390 ca, số ca đang nhiễm 290 ca, số ca đã điều trị khỏi 2094 ca, số ca tử vong 6 ca hiện số người đang cách ly tập trung 1.301 người, cách ly tại nhà 3 vài người. Trong tuần vừa qua đã xét nghiệm 60.838 người, ghi nhận 173 ca dương tính. Toàn tỉnh đã kích hoạt 7 đến 7 bệnh viện đa khoa để tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn. Tại huyện Tuyên Hóa, số bệnh nhân vượt quả khả năng thu dung của bệnh viện đa khoa cấp huyện. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định trưng dụng trường mầm non Sơn Hóa để mở rộng khu điều trị COVID-19 của bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, tỉnh đến nay toàn tỉnh đã tiêm 660.687 liều, trong đó có 159.866 người đã tiêm đủ hai mũi. Tỷ lệ người dân trên 18 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vaccine 81,84%, đã tiêm đủ hai liều vaccine 26,12%. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các ngành địa phương tăng cường truyền thông, vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, tập trung bóc tách F0, khoanh vùng điều tra truy vết các trường hợp F1, F2, kịp thời xử lý các ổ dịch mới phát sinh, tăng tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19, đảm bảo an toàn, đạt tiến độ đề ra, tiếp tục điều trị toàn diện, giảm tối đa các trường hợp tử vong, điều chỉnh kế hoạch thiết lập các cơ sở thu dung, điều trị, đảm bảo số dương hồi sức cấp cứu.